Bây giờ chị đang bảo là cái con này của chị hút yếu lắm, hút yếu như ông già. Nhưng mà như thế này thì hỏi chị là chị đây, nó chỉ hút vào nhưng nó không đẩy ra, nó không có chỗ nào không khí đẩy ra thì con robot nó làm sạch kiểu gì? Đây là cái khoang thoát khí đây, đây. Khoang thoát khí đây. Đây. Như bức tường luôn. Còn đây. Đây là cái mút mà nó gọi là tiêu âm giảm tiếng ồn đấy. Bây giờ bóc thử cái này ra. Xem nào. Đúng rồi. Đây. Kiếm kiếm mấy cân, kiếm mấy cân, cân thử xem nó được bao nhiêu cân. Đây, bụi này. Bụi này mà anh em nào mà quê ấy, mà gần cái nhà nào mà sắt gạo ấy thì sẽ biết là cái bụi này nó đã phải tích tụ vào đây như thế nào, và cái lượng bụi bụi nó không khác gì bụi cám nó bám à. Úi giời. Đây là cái cổng thoát khí nhá. Còn đây là mẹ hay bên trong hệ thống hút. Bây giờ để tẹo thổi. Bên trong hệ thống hút. Cái này mà nó vẫn hút được đến thời điểm hiện tại thì chứng tỏ là nó còn quá tốt. Này, hút đây. Hay là để chị cho đệm vào nhỉ? Cháu thế. Chị cho cả miếng đệm vào sao chứ còn ai sao lại bụi mịn nó như này. Đây, mua máy xong rồi là không để ý, không vệ sinh gì cho con robot cả. Cái mà đơn giản nhất của con robot đấy là tấm HEPA thì chị không biết chị vứt đi đâu rồi. Đây, không có HEPA. Có đúng mỗi cái ý nguyên hộp rác này thôi, bên trong hộp rác rất là sạch. Khả năng là không biết nó có hút bụi vào được không hay là chị vệ sinh thường xuyên, nhưng mà nói chung là máy không có HEPA. Và sau một thời gian sử dụng nó như thế này. Đây là cái đệm này, cái mút này. Đây như thế này, bụi mịn này. Cốt bánh rất bông. Bánh rất bông. Đây, bụi gặp ra, gặp ra ngoài. Đọc như này thôi đã giúp con robot nó có thể hút khỏe hơn gấp 20 lần khi mà ban đầu chị mang đến. Còn cái này Đây, cái này cái gì? Úi giời. Mù mịt không không biết số nào với số nào luôn. Đây. Số đây. Linh kiện này. Ngày thỉnh thoảng trước có một vài cái máy mà linh kiện nó bám nhiều bụi, còn như con này thì bay màu rồi, bay màu hết linh kiện rồi. Tức là cái bụi này nó đã tích một lớp rất rất là dày lên trên cái khoang linh cái khoang cái trên mên này, làm cho nó mù mịt hết cả mên rồi. Còn đây là bánh xe đây này, nhìn thế này mở ra ai nghĩ bánh xe, cứ tưởng là cái ở đâu nó chui vào. Ở đây còn đây nữa cơ, nguyên một lớp đệm, nguyên một lớp mút, hay đây là mút của nó đây, nguyên một lớp mút nó dày như thế này. Thật là máy các chị dùng chị dùng HEPA thì chị vứt đi chỗ khác. Này, nguyên một lớp mút sâu như thế này thì làm sao mà con robot nào nó có đủ sức để có thể nó trụ được, mà chứng tỏ là cái con này những cái máy đời đầu nó rất là bền đấy, chứ chứ không mà bây giờ như những cái máy bây giờ chỉ cần mên mạch nó như thế này thì có thể là con robot đã đứt lâu rồi. Đây, quạt hút này, hút nó thổi khí ra này. Cái này cơ mà lấy chân đạp may ra mới quay được, nhưng mà chị vẫn dùng được, giỏi thật. Hồi như thế này chị dùng như thế này thì không biết là nên nói gì với con robot nữa. Hòa kiếp cho nó. Đây, bụi này, cái này cân nhẹ cũng phải được 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 vài cân bụi với cả mút. Bụi này, vỗ này, ảo thuật nhé. Đây là bàn không có gì này. Bụi da vàng trắng cả bàn luôn. Đây, bụi da trắng cả bàn luôn. Công nhận là lần lần đầu tiên gặp được cái máy nó theo kiểu là kinh khủng khiếp như thế này, lượng bụi vào mịt mù. Bây giờ đợi tẹo ra chỗ mấy phòng cháy chữa cháy làm cho hai cái mặt nạ phòng độc xong rồi để bắt đầu anh em ngồi vệ sinh con này, cho vào máy giặt hay là làm cái gì đấy, hay là ra quán rửa xe ấy, xem là nó có nhận rửa không thì xịt luôn một lượt xong mang về bảo chị đem đi cất. Chứ còn dùng như này thì chị dùng làm cái gì? Đây mên mạch đây. Bảo dưỡng xong con này thì chắc là nó phải hút khỏe gấp 20 lần khi chị mang đến. Đấy, bây giờ máy móc quạt hút không có, những cái con đời ơ kìa rồi, đây là con hai ơ này. Hệ thống chổi không có, chỉ có mỗi hai cái chổi cạnh này nó cuốn bụi vào cái hộp rác. Còn cái motor này thì với cái tình trạng bụi như này, kẹt cứng như này thì không biết là nó có trụ được đến bao giờ nữa. Nhưng mà nói chung là khách dùng cẩn thận, y nguyên bụi